Trong một bài viết mới đây của sử gia Trần Gia Phụng, viết từ Toronto, Canada được đăng trên mạng có tựa đề như sau. 30 tháng 4, thử nhìn lại. Thông thường, ngày 30 tháng 4 năm 1975 được giải thích là ngày sụp đổ của Việt Nam Cộng Hòa và là ngày đại thắng mùa xuân của Cộng sản Bắc Việt. Ngoài hai cách nhìn này, còn có một cách nhìn thứ ba mà ít người chú ý đến. Trong thập niên 60, khi viếng thăm Việt Nam Cộng Hòa, được hỏi làm thế nào để chiến thắng Cộng sản, Moshe Dayan, danh tướng độc nhãn Do Thái, đã trả lời như sau, Bắc Việt sẽ thất trận khi họ chiếm được Sài Gòn. Lúc đó, giới báo chí và chính trị Sài Gòn đã bàn tán về câu nói của Moshe Dayan 1915-1981, nhưng không ai dại gì giao chứng cho ác mà nghĩ đến một giải pháp quá rủi ro là để cho Cộng sản chiếm được Sài Gòn. Cuối cùng, khi Cộng sản thật sự chiếm được Sài Gòn năm 1975, một bên buồn quá cũng như một bên vui quá nên cả hai phía đều quên luôn ý kiến của Moshe Dayan. 1. Ai thắng ai? Trong cuộc chiến tranh vừa qua, người Cộng sản thường tự hào rằng chính họ đã đánh cho Mỹ cút, đánh cho ngụy nhào. Theo biểu kiến bên ngoài, Mỹ cút, ngụy nhào thật đó, nhưng thực sự Mỹ không cút, mà phải nói cho thật đúng ý nghĩa bối cảnh lịch sử là Mỹ ngưng không tiếp tục hiện diện ở Việt Nam vì lý do thay đổi chiến lược toàn cầu của họ, và lực lượng Việt Nam Cộng Hòa không thất trận, chỉ ở thế bắt buộc phải ngưng súng, ngưng chiến đấu. Việt Nam Cộng Hòa dư biết rằng trong thế tranh chấp giữa các cường quốc với sự thay đổi chiến lược của Hoa Kỳ, nếu lực lượng Việt Nam Cộng Hòa tiếp tục chiến đấu, chỉ làm tổn hại thêm xương máu của binh sĩ và dân chúng mà không tránh được sự áp đặt từ bên ngoài. Trong khi Liên Xô và Trung Cộng tung hết vũ khí cho Bắc Việt và Hoa Kỳ ngưng tiếp liệu quân nhu và vũ khí cho Việt Nam Cộng Hòa. Sau khi Thế chiến thứ nhì 1939-1945 kết thúc, thế giới bước vào chiến tranh lạnh giữa hai khối tự do, tư bản và cộng sản. Khi đắc cử Tổng thống Hoa Kỳ ngày 5 tháng 11 năm 1952 thay ông Truman, Đại tướng Eisenhower tuyên bố rằng chiến tranh Đông Dương không còn là chiến tranh thuộc địa mà là cuộc chiến giữa Cộng sản và thế giới tự do. Từ đó, Hoa Kỳ viện trợ Đông Dương nói chung và Việt Nam nói riêng càng ngày càng nhiều để chống lại Việt Minh Cộng sản. Lúc đó, Hoa Kỳ và các nước Tây Phương nghĩ rằng các nước trong thế giới Cộng sản như Liên Xô, Trung Quốc là một khối chính trị chặt chẽ, nên tìm tất cả các cách để ngăn chặn sự bành trướng của Cộng sản. Vì vậy, sau Hiệp định Geneva ngày 20 tháng 7 năm 1954, Hoa Kỳ quyết định giúp miền Nam Việt Nam để chặn đứng làn sóng Cộng sản mà cụ thể hơn là sự bành trướng của Trung Quốc. Những diễn tiến chính trị trong khối Cộng sản sau khi Stalin từ trần ngày 5 tháng 3 năm 1953 và nhất là khi Khrushchev lên cầm quyền, rồi đưa ra chủ trương sống chung hòa bình giữa các nước không cùng một thể chế chính trị, hòa dịu với các nước Tây Phương năm 1956, thì bắt đầu sự rạn nứt giữa Liên Xô và Trung Quốc. Lúc đầu mới chỉ lời qua tiếng lại giữa hai đảng Cộng sản anh em, sau đó giữa hai nhà nước Cộng sản, và cuối cùng thực sự đánh nhau dọc biên giới Đông Bắc Trung Quốc, trên sông Usuri năm 1969. Dựa trên những dữ kiện thực tế đó, các chính trị gia Hoa Kỳ nhận thấy rằng các nước Cộng sản không phải là một khối chặt chẽ, mà họ là những thực thể riêng biệt với những quyền lợi mâu thuẫn nhau khá trầm trọng. Hoa Kỳ không bỏ lỡ cơ hội kiếm cách khai thác mâu thuẫn giữa các nước Cộng sản, đúng ra là giữa Liên Xô và Trung Quốc để làm thế nào ly gián họ và tránh cho họ xích lại gần nhau như trước. Vì vậy, người Hoa Kỳ bắt đầu xét duyệt lại chính sách toàn cầu của Hoa Kỳ. Trong khi đó, nếu Hoa Kỳ càng giúp Việt Nam Cộng Hòa chống lại Bắc Việt Cộng sản, thì Liên Xô và Trung Quốc ở thế cùng liên kết để giúp Bắc Việt chống lại Hoa Kỳ. Tức Hoa Kỳ tạo nên một hoàn cảnh thuận lợi cho Liên Xô và Trung Quốc tạm gác những mâu thuẫn song phương, để cùng nhau cứu giúp một nước Cộng sản khác nhắm tạo uy tín và hấp lực với các nước khác, nhất là các nước trong khối không liên kết. Nói cách khác, làm như thế, chẳng khác gì Hoa Kỳ tạo cơ hội cho hai nước Liên Xô và Trung Quốc xích lại với nhau. Trên quan niệm địa lý chính trị học, vào cuối thập niên 60 và đầu thập niên 70, người Hoa Kỳ còn ngộ ra rằng Bắc Việt không thể tàn phá Hoa Kỳ trong vòng nửa giờ, hoặc tiêu hủy các thành phố, giết một nửa dân số, nhưng với hỏa tiễn nguyên tử, Liên Xô có thể làm được việc đó. Trung Quốc tuy chưa ngang tầm của Liên Xô vì ít vũ khí nguyên tử, nhưng lại đe dọa phần còn lại của Á Châu vì ý hệ chính trị cứng rắn và vì dân số đông đảo của họ. Chẳng những thế, các chính trị gia Hoa Kỳ lúc đó còn đi xa hơn, cho rằng hy sinh Việt Nam mới thật là đáng giá. Còn hơn là hao phí thêm nhiều sinh mạng người Mỹ và hàng tỷ Mỹ Kim để chống đỡ Việt Nam với chẳng có hy vọng thắng lợi. Tại sao không thỏa thuận thua cuộc để đổi lấy sự mở cửa của Trung Hoa nhắm làm yếu đi kẻ thù thực sự là Liên Xô? Chúng ta hãy nghe một nhà ngoại giao kỳ cựu Hoa Kỳ, ông Bill Sullivan, nguyên là đại sứ Hoa Kỳ tại Lào,
lúc đó là Thứ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ đặc trách Đông Á và Thái Bình Dương, sau đó phụ tá và sát cánh với Henry Kissinger trong các cuộc thương thuyết tại hội nghị Paris chấm dứt chiến tranh Việt Nam, trả lời trong một cuộc phỏng vấn rằng, như thế, tôi đi đến kết luận, và điều này ông nghe có vẻ cháo trở, rằng không thắng cuộc chiến này thì chúng ta sẽ khá hơn. Đặc biệt nữa là người Trung Hoa đã khai thông với chúng ta và làm cho người Trung Hoa tách rời khỏi Liên Xô và nghiêng về phía chúng ta, đối với chúng ta còn quan trọng hơn nhiều việc chiến thắng ở Việt Nam. Ngày 14 tháng 4 năm 1971, tại Đại sảnh đường Nhân dân Bắc Kinh, Thủ tướng Trung Quốc là Chu Ân Lai tiếp đãi và nói chuyện thân mật với đoàn bóng bàn Hoa Kỳ sang đấu giao hữu với đoàn bóng bàn Trung Quốc theo lời mời của Tổng cục bóng bàn nước này. Ngày 9 tháng 7 năm 1971, Cố vấn An ninh Quốc gia Hoa Kỳ là Henry Kissinger có mặt ở Bắc Kinh và được Chu Ân Lai tiếp kiến. Ngày 25 tháng 10 năm 1971, Đại hội đồng thứ 26 của Liên Hiệp Quốc biểu quyết chấp nhận Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa được giữ ghế đại biểu Trung Quốc thay cho Trung Hoa Dân Quốc, Đài Loan mà không bị Hoa Kỳ phủ quyết, nghĩa là Hoa Kỳ cũng bỏ rơi Đài Loan, đồng minh lâu năm của Hoa Kỳ, để bắt tay với Trung Quốc. Sau đó, Tổng thống Hoa Kỳ Richard Nixon viếng thăm Trung Quốc một tuần bắt đầu từ ngày 21 tháng 2 năm 1972 mà ông Nixon cho rằng đây là một tuần lễ sẽ làm thay đổi thế giới. Cuộc viếng thăm này đưa đến thông cáo chung Thượng Hải ngày 28 tháng 2, theo đó hai bên đưa ra những quan điểm hoàn toàn khác nhau. Chỉ trừ một điều là cùng nhau tôn trọng sự khác biệt giữa hai bên và hứa sẽ kiếm cách cải thiện bang giao song phương. Đúng như ông Nixon loan báo, cuộc viếng thăm đã đưa đến việc thay đổi thế giới, bắt đầu từ việc Hoa Kỳ sắp đặt lại chiến lược toàn cầu và Á Châu, từ đó rút quân dần dần ra khỏi Việt Nam. Mỹ rút quân ra khỏi Việt Nam theo đúng chiến lược của họ, bởi vì người Mỹ tin rằng thua trận ở Việt Nam lành mạnh hơn cho Hoa Kỳ hơn là thắng trận, rằng thua trận nằm trong quyền lợi quốc gia, rằng đó là lợi thế. Đó là quan niệm cấp tiến triệt để vào thời đó, rằng thua trận và phó mặc các đồng minh Đông Nam Á của chúng ta cho số phận của họ, như thế mới đúng là cách làm của chúng ta. Như thế, xét cho cùng, Hoa Kỳ chẳng thua trận, mà Hoa Kỳ chỉ bỏ cuộc ở Việt Nam để thực hiện việc thay đổi chiến lược toàn cầu quan trọng hơn đối với họ trong cuộc tranh chấp với Liên Xô. Trong khi tự cho rằng ta đánh Mỹ là đánh cho Liên Xô, đánh cho Trung Quốc, thì chính Bắc Việt đã tiếp tay với người Mỹ để thực hiện kế sách của Hoa Kỳ. Từ đó, Hoa Kỳ đã thành công trong việc làm sụp đổ khối Liên Xô và Đông Âu. Như thế, có thể nói người Hoa Kỳ đã chịu thua mặt trận Việt Nam để đại thắng cuộc chiến tranh toàn cầu và hiện nay trở thành cường quốc số 1 trên thế giới. Đi vào thế chiến lược mới của Hoa Kỳ, về phía Việt Nam Cộng Hòa, dầu bị Hoa Kỳ bỏ rơi, ngưng viện trợ, và trước sức mạnh của Bắc Việt được Liên Xô và Trung Cộng giúp đỡ tận cây kim sợi chỉ, các chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa vẫn tiếp tục chiến đấu anh dũng trong 2 năm sau Hiệp định Paris, chứ không để cho đất nước sụp đổ ngay. Các chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa không thua bộ đội Cộng sản Bắc Việt, mà chỉ buông vũ khí, ngưng chiến đấu vì nhận thấy rằng trong thế chiến lược mới, các cường quốc trên thế giới quyết tâm áp đặt một giải pháp chính trị mà mình cô thế khó cưỡng chống lại được. Tiếp tục chiến đấu chỉ làm tổn hại thêm nhiều nhân mạng vô tội, nên cuối cùng lực lượng Việt Nam Cộng Hòa chấp nhận ngưng chiến đấu chứ không phải họ thua cuộc. Trước khi ký Hiệp định Paris năm 1973, các nhà ngoại giao Hoa Kỳ đã hứa hẹn mà không ghi thành văn bản là sẽ viện trợ Việt Nam 4 tỷ Mỹ Kim để Việt Nam tái thiết đất nước sau chiến tranh. Tuy nhiên, Bắc Việt cưỡng chiếm Nam Việt bằng võ lực, đi ngược lại với tinh thần Hiệp định Paris ký kết giữa các bên lâm chiến và đã được nhiều nước công nhận. Dựa vào việc Bắc Việt không tôn trọng Hiệp định Paris, Hoa Kỳ bác khước lời hứa trước kia. Hơn nữa, khi cưỡng chiếm Việt Nam Cộng Hòa sau Hiệp định Paris, Bắc Việt cưỡng chiếm luôn số tài sản khổng lồ ước tính khoảng 6 tỷ Mỹ Kim mà Hoa Kỳ đã để lại Việt Nam. Số tài sản này còn cao hơn lời hứa hẹn của Hoa Kỳ sẽ viện trợ cho Việt Nam 4 tỷ Mỹ Kim trước đây. Vì cả hai lý do này, cho đến nay, Cộng sản Việt Nam không thể mở miệng nhắc lại chuyện Hoa Kỳ hứa hẹn viện trợ để tái thiết Việt Nam sau 30 chiến tranh mà Hoa Kỳ đã can dự vào. Thua cuộc cờ toàn cầu, Bắc Việt lại thất bại luôn trong cuộc đấu trí để đòi viện trợ của Hoa Kỳ sau chiến tranh. 2. Thực tế sau 30 tháng 4 1975. Quan sát kỹ sinh hoạt xã hội Việt Nam sau khi Cộng sản Bắc Việt chiếm được miền Nam năm 1975, mọi người đều nhận thấy rõ ràng ngay từ đầu, đại đa số những người Bắc, từ cán bộ, bộ đội đến thường dân, khi vào Nam đều học theo cách sống của người Nam, chứ hầu như người Nam không học theo người Bắc, trừ một thiểu số xu phụ theo chế độ mới, kè kè chiếc nón cối để tỏ ra là người cách mạng. Người Bắc thích ăn bận theo người Nam, đua đòi thời trang miền Nam, nghe nhạc Nam mà Cộng sản gọi là nhạc vàng, đọc sách Nam. Từ tiểu thuyết trữ tình, tiểu thuyết kiếm hiệp đến văn chương, triết học và làm tất cả các cách để thành người Nam.
ngay cả những cán bộ cao cấp trong Bộ Chính trị Đảng Lao động năm 1976 cải danh thành Đảng Cộng sản cũng từ bỏ bộ áo quần đại cán cao cổ để ăn bận Âu phục theo kiểu người Nam. Chẳng những thế, hầu như miền Bắc cũng được Nam hóa bằng sản phẩm của miền Nam. Lúc đó, đại đa số người nào ở miền Bắc vào cũng tranh thủ cho được tối thiểu 3 thứ đạp đồng đài để đem về Bắc sử dụng hoặc trang bị cho gia đình. Rất ít người như bà Dương Thu Hương chỉ lo đi mua sách miền Nam. Theo lời Dương Thu Hương, khi bà vào Sài Gòn thì bà tìm đến các chợ sách để mua sách cũ và bà ta bị choáng ngợp vì sách vở văn chương triết học ở miền Nam quá phong phú chứ không nghèo nàn và bị kềm kẹp như Cộng sản tuyên truyền. Trong lịch sử thế giới, ai cũng biết người Mông Cổ nổi tiếng thiện chiến và chiếm được một đế quốc rộng lớn từ thời Thành Cát Tư Hãn, Genghis Khan, trị vì 1206 đến 1227. Cháu nội của Thành Cát Tư Hãn là Hốt Tất Liệt, Qubilai, tức Nguyên Thế Tổ, trị vì 1260 đến 1294, đem quân Mông Cổ vào chiếm Bắc Kinh năm 1264, rồi từ đó chiếm luôn toàn bộ nước Trung Hoa. Khi người Mông Cổ tiếp xúc và tiêm nhiễm nền văn minh và văn hóa Trung Hoa, thì dường như họ không còn là người Mông Cổ nữa. Có thể nói vó ngựa chiến trinh Mông Cổ oai hùng khắp Âu Á một thời đã hoàn toàn bạt tăm khi họ đặt chân vào đất Trung Nguyên Trung Hoa. Cộng sản Bắc Việt, dầu chẳng oai hùng như người Mông Cổ, tiến quân vào miền Nam, chiếm đóng bằng bạo lực, nhưng cuối cùng bị choáng ngợp vì sự phồn thịnh của miền Nam mà họ gọi là phồn vinh giả tạo và nền văn hóa đa dạng của miền Nam. Một nền văn hóa vừa giữ bản sắc dân tộc, vừa hòa hợp với tinh hoa của văn hóa Tây Phương. Từ đó, người Cộng sản Bắc Việt không còn là họ nữa, chỉ trừ có vỏ bọc là Đảng Cộng sản để nắm độc quyền lãnh đạo đất nước. Chẳng những chỉ có Bắc Việt được Nam hóa mà cả khối quốc tế Cộng sản cũng biến chuyển theo. Ngay sau khi Cộng sản chiếm Đà Nẵng, trước khi Sài Gòn sụp đổ, tại bán đảo Sơn Trà diễn ra một cuộc gặp gỡ vào đầu tháng 4 năm 1975 giữa đại biểu của một số nước Cộng sản, để quan sát đài truyền tin phát sóng của quân đội Hoa Kỳ đặt tại núi này. Sau khi nghe thuyết trình viên Cộng sản Việt Nam trình bày về công suất lớn lao của đài phát sóng Hoa Kỳ đặt tại đây, đại diện Liên Xô làm thinh, đại diện Trung Cộng cười mỉa và chúc mừng Việt Nam, đại diện của Ba Lan rất thích thú. Trở về lại Đà Nẵng, đại diện Ba Lan xin Ủy ban Quân quản, do Hồ Nghinh làm chủ tịch, được dùng điện đài Đà Nẵng để liên lạc với Tòa đại sứ Ba Lan ở Hà Nội. Đại khái nội dung liên lạc là yêu cầu Tòa đại sứ Ba Lan điện về nước xin chính phủ Ba Lan tạm ngưng các chương trình đặt mua máy truyền tin của Liên Xô, đợi phái đoàn quan sát về nước. Lý do chính của thái độ các đại diện các nước Cộng sản, kể cả việc đại diện Trung Cộng cười mỉa, là vì trước đó không lâu, vào cuối 1974, đầu 1975, tại Hà Nội, vừa mới khánh thành một trạm thông tin liên lạc do Liên Xô viện trợ cho Hà Nội mà Liên Xô khoe rằng đó là máy tối tân nhất thế giới lúc bấy giờ, với công suất chỉ bằng 1/20 công suất của trạm truyền tin của quân đội Hoa Kỳ đặt tại Sơn Trà, Đà Nẵng. Câu chuyện trên giải thích thắc mắc của nhiều người lý do vì sao khi rút lui khỏi miền Nam Việt Nam ngày 30 tháng 4 năm 1975, nhân viên Hoa Kỳ được lệnh để lại toàn bộ kho lẫm, máy móc, dụng cụ, vật liệu, trang thiết bị của tất cả các cơ sở Hoa Kỳ tại Việt Nam mà không phá hủy gì cả. Từ đài phát thanh địa phương đến tòa đại sứ Hoa Kỳ ở Sài Gòn và cả trung tâm nguyên tử lực tại Đà Lạt. Lúc đó, người ta cho rằng người Hoa Kỳ lo bỏ chạy nên không kịp phá hủy. Nhưng ngay lúc đó cũng có dư luận cho biết rằng một nhân viên Hoa Kỳ tại Huế, trước khi rút lui, đã tháo một chốt chính làm tê liệt đài phát thanh Huế đặt tại Phú Bài, Thừa Thiên, khi chạy vào Đà Nẵng, liền bị tòa lãnh sự Hoa Kỳ tại đây khiển trách. Cũng có dư luận cho rằng Hoa Kỳ cố tình để lại vật liệu và trang thiết bị cho Cộng sản Việt Nam sử dụng, tạo thành nhu cầu mới cho Cộng sản, đến khi hư hao hay cạn hết thì phải tìm mua lại nơi các nước tư bản. Ví dụ người ta nói rằng ở miền Tây có một kho phân bón khổng lồ, Bắc Việt lấy được, trở ra Bắc sử dụng. Đến khi phân bón hết, ruộng đã lỡ dùng phân bón, nay không dùng không được, đành phải đi kiếm mua ở các nước tự do khác. Sau năm 1975, nhiều phái đoàn của các nước Liên Xô và Đông Âu đến thăm Việt Nam đều được xem cuộc triển lãm nguội của hàng hóa Hoa Kỳ và các nước phương Tây, cũng như tham khảo báo chí, sách vở khoa học kỹ thuật Âu Mỹ tại miền Nam. Như thế có thể người Hoa Kỳ đã nghĩ đến kế hoạch Mosse-Dayan và không phải chỉ nhắm vào Cộng sản Bắc Việt mà còn nhìn xa hơn, muốn bày hàng triển lãm kỹ thuật tối tân với các nước trong khối quốc tế Cộng sản mà từ lâu nay bị Liên Xô bưng bít che đậy. Phải chăng cuộc triển lãm nguội này của Hoa Kỳ đã lôi cuốn được các nước Cộng sản, góp phần làm cho tình hình ở đây biến động mau lẹ, đưa đến sự sụp đổ của các nước Cộng sản Đông Âu và Liên Xô vào các năm từ 1989 đến 1991. 3. Cộng sản bắt đầu thua cuộc. Trong cuộc chiến năm 1975,
phải bình tâm mà nhận xét rằng một trong những lý do Cộng sản Bắc Việt thành công là bộ máy tuyên truyền của Cộng sản hoạt động có kế hoạch và mạnh mẽ hữu hiệu hơn phía Việt Nam Cộng Hòa. Bộ máy tuyên truyền này đã làm việc có tính toán liên tục từ năm 1945, khá thành công ở trong nước cũng như trên thế giới. Năm 1956, ở ngoài Bắc xảy ra vụ Nhân Văn Giai Phẩm. Cuộc đàn áp trí thức và văn nghệ sĩ của nhà cầm quyền Hà Nội diễn ra rõ ràng như thế mà Cộng sản bưng bít và tuyên truyền ngược lại, khiến ở trong Nam, nhiều người không tin là những chuyện đó có thật. Chế độ miền Nam tất nhiên là làm rầm rộ lên nhân vụ án này để tuyên truyền mặt trái của chế độ miền Bắc. Nhưng sau này, khi hỏi chuyện anh em miền Nam thì được biết là họ không tin, họ tưởng là sự việc bị bịa đặt ra, chứ làm gì Đảng có thể đối xử với trí thức miền Bắc tàn tệ đến mức như thế. So với trình độ văn hóa của toàn dân, học giả Nguyễn Hiến Lê, tác giả của khoảng trên 20 bộ sách nghiên cứu lớn nhỏ, phải được kể là một nhà thông thái. Ông Nguyễn Hiến Lê đã can đảm thú nhận những suy nghĩ và tình cảm của ông trước năm 1975, tôi vốn có cảm tình với Việt Minh, với Cộng sản, ghét thực dân Pháp, Mỹ, nhất là từ 1965 khi Mỹ đổ quân ào ạt vào miền Nam, tôi khinh những chính phủ bù nhìn của Pháp, Mỹ. Tôi phục tinh thần hy sinh, có kỷ luật của anh em kháng chiến và mỗi lần có thể giúp họ được gì thì tôi sẵn lòng giúp. Một người thông thái như ông Nguyễn Hiến Lê mà còn bị lầm lẫn về Cộng sản, huống gì là đại đa số dân chúng Việt Nam. Sau năm 1975, chạm mặt với đời sống thực tế dưới chế độ Cộng sản, ông Nguyễn Hiến Lê mới thấy rõ mình đã lầm lẫn bấy lâu nay. Ông viết tiếp, muốn thấy chế độ đó ra sao thì phải sống dưới chế độ giam năm. Đó là bài học đầu tiên và vô cùng quan trọng mà tôi, Nguyễn Hiến Lê và có lẽ 90% người miền Nam rút được từ 1975 tới nay 1981. Bên cạnh đó, phải kể thêm một hiện tượng tâm lý khá lạ lùng. Trước năm 1975, không kể dân chúng ở ngoài chính quyền, ngay cả nhiều công chức hoặc sĩ quan binh sĩ Việt Nam Cộng Hòa, tuy làm việc và lãnh lương chính phủ quốc gia, đôi khi cũng chao đảo và không mấy tin tưởng ở chính nghĩa quốc gia của chế độ mình đang phục vụ. Tuy nhiên, sau khi Cộng sản vào chiếm miền Nam, thì tất cả mọi người miền Nam đều tiếc nhớ một thời đã qua, hướng trở về chế độ Việt Nam Cộng Hòa và từ đó ý thức quốc gia dân tộc trong họ trỗi dậy mạnh mẽ hơn cả thời trước nữa. Như vậy, chính từ sau đỉnh cao chiến thắng quân sự ngày 30 tháng 4 năm 1975, thiết lập được chế độ độc tài dựa vào bạo lực công an trị, Cộng sản Hà Nội lại bắt đầu thua cuộc, mất hết nhân tâm, mất hết quần chun di. Chẳng những Cộng sản Hà Nội đã thua cuộc ở trong nước, càng ngày Cộng sản Hà Nội càng thua cuộc trên thế giới. Các nước trên thế giới trước đây vốn có cảm tình với Cộng sản Việt Nam, nay hoảng hốt trước cảnh vượt biên ồ ạt của dân chúng Việt Nam. Điều này khiến cho cả thế giới sực tỉnh. Không cần ai tuyên truyền, cả thế giới đều thấy rõ nhà cầm quyền Hà Nội đã mất lòng dân đến độ nào, dân chúng mới bất chấp gian nguy, dùng tính mạng đánh cuộc với số phận để tìm đường sống. Những tác giả Tây Phương trước đây viết bài ủng hộ Cộng sản, nay lại quay qua đả kích Cộng sản. Tiêu biểu cho những người này là sử gia Margolin, giáo sư tại Đại học Provence, Pháp, một trong các tác giả viết bài trong sách có tên là Sách đen về chủ nghĩa Cộng sản, đã nói trong một cuộc phỏng vấn vào cuối năm 1999, thành thật mà nói, vào những năm 60, tôi đã từng xuống đường biểu tình ủng hộ mặt trận giải phóng miền Nam, tôi đã từng reo mừng với những cuộc chiến thắng tại Campuchia cũng như tại Việt Nam. Tôi từng nghe nói đến những vụ tàn sát Tết Mậu Thân 68, nhưng tôi tin và nghĩ rằng đó chỉ là sự tuyên truyền của Mỹ. Không phải chỉ một mình tôi, mà tôi tin rằng rất nhiều người cùng thời với tôi đã bị sai lầm vì những tuyên truyền sai lạc của Cộng sản. Có lẽ cũng nên thêm ở đây lời sám hối của nữ tài tử Jane Fonda. Năm 1972, bà Jane Fonda đến Bắc Việt chụp những tấm hình đăng khắp các báo trên thế giới quảng cáo cho Cộng sản Bắc Việt. Về Hoa Kỳ, bà tham gia phong trào phản chiến để yêu cầu Hoa Kỳ rút quân. Năm 1988, chính Jane Fonda đã hối hận khi trả lời phỏng vấn của ký giả Barbara Walters, tôi sẽ còn hối tiếc đến lúc xuống mồ về những bức hình chụp tôi đứng cạnh mấy khẩu súng bắn máy bay, trông như tôi đang nhắm bắn các máy bay Mỹ. Hành động đó làm hại bao nhiêu chiến sĩ, đó là hành động kinh khủng nhất mà tôi có thể phạm. Đúng là không biết suy nghĩ. Dù luôn luôn tự hào là kẻ chiến thắng, nhưng cuối cùng Cộng sản lại chạy theo học hỏi tất cả những gì do Mỹ ngụy để lại, kể cả việc bắt buộc phải tự từ bỏ chính sách kinh tế chỉ huy, chấp nhận nền kinh tế tự do vốn thịnh hành ở miền Nam và tại các nước tự do trên thế giới mà họ gọi là kinh tế thị trường. Nay nền kinh tế thị trường không phải chỉ được áp dụng ở miền Nam như trước năm 1975, mà cả trên miền Bắc, nơi Cộng sản đã bỏ công sức hơn 20 năm, 1954 đến 1975, để xây dựng và củng cố xã hội chủ nghĩa.
Cộng sản mà không còn chính sách kinh tế chỉ huy thì chắc chắn không còn là cộng sản nữa. Trong khi đó, nước Mỹ không bị hư hao một tấc đất, lại càng ngày càng mạnh, và Cộng sản Việt Nam phải trải thảm đỏ để đón lãnh tụ của Hoa Kỳ vào tháng 11 năm 2000. Trong cuộc đón tiếp này, dầu nhà cầm quyền Hà Nội không thông báo, dân chúng đã đứng ngoài trời nhiều giờ trong thời tiết lạnh lẽo của mùa đông để chào mừng người khách quý Hoa Kỳ đầu tiên đến Việt Nam sau 1975. Còn về phía Ngụy, người dân Việt Nam ngày nay, kể cả những người ở ngoài Bắc đều hãnh diện nếu được gọi là Ngụy. Ngụy không nhào mà Ngụy đi vào lòng người, người Nam cũng như người Bắc và đang càng ngày càng hiển hiện khắp nơi trong đời sống hàng ngày. To lớn và mạnh mẽ đến nổi nhà cầm quyền Hà Nội nay lại sợ diễn biến hòa bình, còn hơn là thời chiến tranh súng đạn. 4. Nhìn về tương lai. Lúc mới cưỡng chiếm được miền Nam, Cộng sản Hà Nội rất lo sợ phản ứng của dân chúng, nên việc đầu tiên là bắt ngay sĩ quan, công chức, cán bộ của chế độ Cộng hòa còn lại trong nước đi học tập cải tạo, thực chất là tập trung, cô lập, bắt giam dài hạn không tuyên án trên các vùng rừng thiêng nước độc vì Cộng sản lo sợ họ là những người có khả năng tập hợp, tổ chức và lãnh đạo dân chúng chống Cộng sản. Số lượng sĩ quan và công chức bị bỏ tù tối thiểu là 1 triệu người. Những người này bị tù tối thiểu là 1 năm, có người 2 năm, 3 năm, có người lên đến 15 năm hoặc 20 năm. Nếu tính trung bình một người bị tù 2 năm và tối thiểu 1 triệu người bị tù, thì số thời gian mà người Việt nói chung bị Cộng sản giam tù là 2 triệu năm. Những người này lại ở trong độ tuổi trung niên sung mãn để hoạt động, sản xuất và có trình độ văn hóa khá cao nếu so chung với trình độ của toàn thể dân chúng Việt Nam. Việc bắt giam sĩ quan, công chức, cán bộ Việt Nam Cộng hòa của Cộng sản còn có mục đích đe dọa gia đình những người có thân nhân bị tù. Vì nếu họ vọng động thì thân nhân của họ khó có cơ hội trở về đoàn tụ gia đình. Dầu chính sách này rất thâm độc, nhưng lúc đầu, ngay sau năm 1975, vẫn xảy ra những tổ chức bạo động chống nhà cầm quyền Cộng sản. Ví dụ vụ các ông Nguyễn Nhuận, Đặng Ngọc Quân, nguyên là giáo sư Viện Đại học Huế, vụ ông Nguyễn Văn Bảy, nguyên giáo sư Trường Kỹ thuật Đà Nẵng, vụ nhà thờ Thánh Vinh Sơn ở Sài Gòn. Dĩ nhiên những cuộc bạo động này không thể thành công, nhưng đã nhen nhóm ngọn lửa đấu tranh trong lòng dân chúng. Dần dần, người ta ý thức rằng phương thức bạo động khó thành công nên quay qua phản ứng bất bạo động nhưng không kém phần cương quyết. Từ đây, bắt đầu sự lên tiếng của những nhà trí thức như Đoàn Viết Hoạt, Nguyễn Đan Quế, Nguyễn Đình Huy, Hoàng Minh Chính, Phan Đình Diệu, Hà Sĩ Phu, Tiêu Giao Bảo Cự, Mai Thái Lĩnh. Sự lên tiếng này liền được đáp ứng ở trong cũng như ngoài nước. Tiếp đó là những cuộc biểu tình bất bạo động của dân chúng ở Thái Bình, Xuân Lộc, Đồng Nai, Huế. Một sự thật lý thú là hiện nay ở trong nước, dân chúng không còn phân chia quốc gia hay cộng sản, mà tất cả đoàn kết thành một khối tranh đấu đòi hỏi tự do dân chủ, đối kháng với nhà cầm quyền độc tài cộng sản. Khi được nhà cầm quyền Hà Nội gửi đi lưu diễn ở Hoa Kỳ vào đầu tháng 3 năm 2001, nữ ca sĩ Phương Thanh đã tuyên bố nói rằng Phương Thanh hát dở. Hay không thích tiếng hát của Phương Thanh thì Phương Thanh xin tạ lỗi, nhưng nói rằng Phương Thanh là Việt Cộng thì tội nghiệp cho Phương Thanh lắm. Ngay cả những thành phần trước đây đã từng trung kiên với Đảng Cộng sản, nay cũng đứng về phía dân chúng, đòi hỏi dẹp bỏ Đảng Cộng sản. Tiêu biểu nhất là ý kiến của ông Vũ Đình Huỳnh, một thời làm bí thư cho Hồ Chí Minh, gần cuối đời đã tỉnh ngộ và đề nghị muốn cho dân tộc ta không thua kém các dân tộc khác, muốn cho đất nước được thịnh vượng, dân ta không nghèo khổ mãi thì không thể thiếu một điều kiện tiên quyết, ấy là phải gạt bỏ sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản. Sau đó, ông Nguyễn Văn Chấn, 1914-1998, gia nhập Đảng Cộng sản miền Nam ngay từ những ngày đầu mới thành lập, đã từng làm phó bí thư xứ ủy Nam Kỳ năm 30 tuổi, 1944, tập kết ra Bắc năm 1954, dân biểu Quốc hội Hà Nội trước năm 1975, cũng viết tội ác của chế độ này chế độ Cộng sản Việt Nam từ 40 năm nay, thật nói không hết. Trong khi đó, ở ngoài nước, nhờ sống rải rác khắp nơi trên thế giới, cộng đồng người Việt hải ngoại tạo nên một địa bàn ngoại cứ rộng rãi bất khả xâm phạm. Từ đó, cộng đồng người Việt hải ngoại là chỗ dựa tinh thần vững chắc cho những thành phần yêu nước và ly khai với Đảng Cộng sản ở trong nước, đồng thời là một ngoại lực hỗ trợ người Việt ở trong nước về mọi mặt, tạo niềm tin để họ tiếp tục cùng với cộng đồng ở hải ngoại tranh đấu, đưa đất nước ra khỏi chế độ Cộng sản phi nhân vong bản hiện nay. Trước tình hình đó, để lấy lòng dân chúng lần nữa, ở trong nước, Cộng sản Việt Nam mở phong trào đổi mới từ năm 1985. Nói là đổi mới nhưng vẫn duy trì độc quyền chính trị, lo sợ diễn biến hòa bình, định hướng kinh tế xã hội chủ nghĩa, không cho tự do báo chí, bóp nghẹt tự do ngôn luận. Cho đến nay, ở trong nước chưa có một tờ báo tư nhân, chưa có một tổ chức hay đoàn thể chính trị nào đứng ngoài quốc doanh. Cộng sản kiếm cách đổi mới để tự cứu mình chứ không phải để cứu dân tộc Việt Nam.
ra bên ngoài, nhà cầm quyền Cộng sản kiếm cách ve vuốt Việt Kiều. Chính sách của Cộng sản đối với Việt Kiều có một điểm cần chú ý, khi dân chúng không chịu nổi cuộc sống dưới chế độ Cộng sản, phải bỏ nước ra đi, thì nhà cầm quyền Hà Nội gọi họ là phản động, phản quốc. Sau một thời gian ổn cư tại nước ngoài, người Việt hải ngoại chất chiêu tiết kiệm, gửi tiền về nuôi thân nhân càng ngày càng nhiều. Vào đầu thập niên 90, Cộng sản liền đổi cách xưng hô, gọi những người vượt biên là núm ruột ngàn dặm của Tổ quốc. Những người Việt Nam ra đi định cư tản mát khắp thế giới, đông nhất là tại Hoa Kỳ. Dần dần, cộng đồng Việt Nam lớn mạnh và thành công trên đất khách, nay là quê hương thứ hai của mình. Nhờ có điều kiện học hành, nhiều tinh hoa Việt Nam đã đóng góp vào sự phát triển và thịnh vượng chung của quê hương mới. Chế độ Cộng sản liền kiếm cách lợi dụng, kêu gọi núm ruột ở xa hãy bỏ qua quá khứ, nhìn về tương lai, đóng góp xây dựng đất nước. Chính sách của Cộng sản đối với người Việt ở hải ngoại có thể tóm tắt trong các điểm sau đây. Bòn rút tiền bạc càng nhiều càng tốt. Chỉ sử dụng tay sai để kinh doanh hoặc tuyên truyền đường lối chính sách nhà nước Cộng sản. Lợi dụng trí thức thuộc ngành khoa học kỹ thuật, mời về nước để giảng dạy hoặc làm việc trong các ngành hoàn toàn chuyên môn về khoa học kỹ thuật như bác sĩ, kỹ sư. Hoàn toàn không chấp nhận các phê bình hay góp ý thẳng thắn về chính trị để xây dựng quê hương, những đòi hỏi về nhân quyền, dân quyền và không chấp nhận những thành phần trí thức về khoa học nhân văn như triết học, tư tưởng, văn chương, sử học, xã hội học, trừ những thành phần tình nguyện làm tay sai tuyên truyền cho Cộng sản để đổi lấy một số quyền lợi và hư danh nhất thời. Dầu rất yêu nước và rất khắc khoải về tiền đồ dân tộc, đại đa số người Việt ở nước ngoài, nhất là những thành phần tinh hoa trong các ngành thương mại, khoa học kỹ thuật, văn chương giáo dục, chẳng ai chấp nhận hợp tác với chế độ Cộng sản Hà Nội. Hợp tác với nhà cầm quyền Hà Nội chỉ giúp kéo dài một chế độ vong bản, phi nhân, từ đó gián tiếp kéo dài thêm niềm thống khổ triền miên của dân tộc Việt. Kinh nghiệm Đông Âu cho thấy khi dân chúng nhìn ra chân tướng phản dân hại nước của chế độ Cộng sản, đồng thời ý thức được tự do dân chủ, dân quyền và nhân quyền, tự họ đứng lên lật đổ chế độ Cộng sản để cứu nguy dân tộc. Tuy Đảng Cộng sản Việt Nam hiện đang lợi thế nhờ cầm quyền bằng bạo lực công an trị, nhưng thời điểm giải trừ chế độ này đang khởi động và chắc chắn sẽ lớn mạnh, nhất là một khi cộng đồng người Việt ở hải ngoại càng ngày càng đông đảo và khoa học kỹ thuật càng ngày càng phát triển, nhà cầm quyền Cộng sản không thể che đậy độc tài, nói láo một chiều để đánh lừa như trước đây. Tiến trình dân chủ và dân quyền trên thế giới hiện nay là không thể đảo ngược được, những nhà nước độc tài càng ngày càng bị lên án và cô lập. Bằng chứng là khi Lê Khả Phiêu, Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam viếng thăm nước Pháp từ 21 đến ngày 25 tháng 5 năm 2000, chẳng có đài truyền hình nào ở Paris đưa tin. Rải rác vài báo viết ít dòng ngắn ở trang trong và nhân đó chỉ trích chế độ Cộng sản Việt Nam, kể cả các báo trước đây ủng hộ Cộng sản Việt Nam như tờ Giải phóng. Đặc biệt báo Người Quan sát mới số ra ngày 31 tháng 5 chạy bài của nhà báo nổi tiếng Delphi de Ton với tựa đề Một Pinochet này nữa. Trong bài báo này có đoạn viết Pinochet vừa thăm nước Pháp, không có ai đòi bắt giữ hắn. Hắn mang tên Lê Khả Phiêu, cái tên rất khó đọc. Khác với Pinochet ở Chile, tội ác thuộc về quá khứ, đã về hưu, Lê Khả Phiêu đang tại chức, đang gây tội ác. Tổ chức của ông ta từng gây nhiều vụ ám sát, giết người, nhiều người chết trong biển cả khi trốn chạy chế độ độc ác của ông ta. Ông ta không cho phép một chút quyền tự do tư tưởng và tự do báo chí nào. Do tất cả những lẽ trên, câu nói của Moshe Dayan đúng là một lời tiên tri về tương lai cuộc chiến vừa qua, Bắc Việt sẽ thất trận khi họ chiếm được Sài Gòn. Chính vì chiếm được Sài Gòn năm 1975, nên ngay sau đó chẳng những Cộng sản Việt Nam mà cả Cộng sản thế giới cũng bắt đầu thất trận. Cho nên có thể xem ngày 30 tháng 4 chỉ là ngày sụp đổ tạm thời của Việt Nam Cộng Hòa, nhưng lại chính là khởi điểm đánh dấu sự sụp đổ vĩnh viễn của huyền thoại Cộng sản Việt Nam trong lòng dân tộc Việt Nam. Sự sụp đổ của huyền thoại Cộng sản càng làm cho chính nghĩa quốc gia dân tộc xuyên suốt từ thời tổ tiên chúng ta lập quốc, bị chao đảo một thời gian vì hỏa mù của lý thuyết Marxist ngoại lai, nay lại sáng tỏ hơn bao giờ cả. Tinh thần quốc gia dân tộc bất di dịch là chân lý ngàn đời của dân chúng Việt không thể nào bị đánh bại. Chắc chắn trước tình hình quốc nội cũng như quốc tế thuận lợi như trên, một ngày không xa, chính thể quốc gia sẽ phục sinh, nhân dân Việt Nam sẽ được tự do, hạnh phúc và phú cường.